Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng vấn đạo tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tôi Bạch Tích Ô Nha. Chương 311 Vân Thiên Tôn và Đậu Thiên Tôn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong thời khắc đó, Đái Bất Phàm ước gì mình có thể noi gương trụ trì chủ huyền không, chấn yểm lục dương, tên nghiệt xúc này giống như là cái cách chấn yểm Bất Ngữ đạo nhân. Hóa ra người đến Bất Hủ giáo không phải là để làm gian tế, mà để đi tu nghiệp à? Khoan đã, chuyện không như những gì mà Đái sư huynh nghĩ đâu. Thấy Đái Bất Phàm có dấu hiệu nổi đoá, dọa tên Lục Dương vội vàng la lên rằng có hiểu lầm. Đây là vị sư huynh hợp thể kỳ, thậm chí vô địch đan, có khuyên Lục Dương mau tự sát đi để duy trì tỷ lệ thắng. Lục Dương tự động lơ đi đề xuất của vô địch đan. Nói thử xem chuyện là thế nào. Đại Bất Phàm bắt ba người họ thành thật khai báo. Là thế này, bọn đệ đã đụng gặp phải ba con ma nữ ở cổ hòe chấn. Nhưng ba con ma nữ này thực ra đã bị Cửu U giáo chấn yểm cấm chế linh hồn. Để lấy lòng tin của Cửu U giáo, bọn đệ bèn tự xưng là thiên tài thượng cổ đến từ Thiên Đình giáo, còn nói đã tìm thấy truyền kiếp của Tần Hạo Nhiên. Đại Bất Phàm có vẻ kinh ngạc, hai tên bọn người đúng là giỏi bịa chuyện. Nếu không phải hiểu rõ tính cách của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, thì ngay cả y cũng tin rằng thời thượng cổ có Thiên Đình, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là thiên tài thượng cổ phục sinh, toàn tái thiết Thiên Đình. Theo vô thức, y đã loại trừ Lý Hạo Nhiên. Với sự hiểu biết của y về Lý Hạo Nhiên, thì vị sư đệ này chẳng qua đóng vai trò làm diễn viên trong chuyện này mà thôi. Đến cả y còn tin, thì ắt hẳn Cửu U giáo cũng chẳng nghi ngờ gì. Mặc dù việc Tần Hạo Nhiên bị Cửu U giáo lầm tưởng là chuyển kiếp của Tần Hạo Nhiên nằm ngoài dự đoán của y, nhưng không ảnh hưởng tới tổng thể của câu chuyện. Thế nên các người muốn ta làm gì? Chuyện là như vậy, hiện tại Cửu U giáo bọn đệ hơi ít thành viên, chỉ có 4 người, thiếu một người đủ sức răn đe Cửu U giáo. Đệ muốn nhờ Đái sư huynh giúp một tay, giúp bọn đệ tìm thêm một giáo đồ cho Thiên Đình giáo. Này Lục Dương, bổn tiên đường đường là vô thượng đại thiên tôn, chẳng lẽ không răn đe nổi Cửu U giáo còn con hay sao? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử trưng ra vẻ bản thân rất lợi hại. Lục Dương khi bịa ra Thiên Đình giáo đã nhiều lần trưng cầu ý kiến của Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử không những đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng, giúp Lục Dương hoàn thiện lịch sử và giáo lý của Thiên Đình giáo, còn đặc biệt kiến nghị Lục Dương đặt bản thân nàng lên vị trí cao nhất. Do đó Lục Dương đã đổi Vân Thiên Tôn ban đầu thành Đậu Thiên Tôn. Mong là đại sư huynh không có ý kiến gì với chuyện này. Lục Dương đối mặt với Bất Hủ tiên tử nghiêm nghị nói: Tiên tử, tiền bối, với tư cách là vô thượng đại thiên tôn, sao có thể tùy tiện ra tay, như vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của người. Bất Hủ tiên tử cảm thấy đúng là có lý lẽ như vậy, nên không quấy phá nữa. Đại Bất Phàm nghi ngợi một lúc, sư phụ trên danh nghĩa của Lục Dương vẫn đang ngồi tù, không dứt ra được. Sư phụ thực tế của Lục Dương thì y không dám sai bảo. Sư phụ của Mạnh Cảnh Chu tam trưởng lão, tu vi thì đủ dùng, nhưng đầu óc không đủ, không tiện tham gia chuyện này. Có thể nhờ ngũ trưởng lão giúp các ngươi. Ngũ trưởng lão có tính cách thận trọng, tu vi đủ dùng, lại là sư phụ của Lý Hạo Nhiên, thích hợp cho việc này nhất. Sau khi ba người bọn họ rời đi, Đái Bất Phàm gọi vị sư huynh trực ở quê tiền sảnh đến. Ba con ma nữ mà Lục Dương nhắc đến trong nhiệm vụ, sau khi điều tra nếu không có vấn đề gì thì trực tiếp đưa cả ba người họ về Vấn Đạo Tông. Đái Bất Phàm lo rằng Cửu U giáo sẽ âm thầm để ý ba con ma nữ. Nếu chúng phái người đi thăm dò ba ma nữ, làm bại lộ ra chuyện ba ma nữ đã được lập hồ sơ trong Vấn Đạo Tông thì gay rồi. Đưa ba ma nữ đến Vấn Đạo Tông là cách an toàn nhất. Ba người Lục Dương đúng là tuổi đời còn non trẻ mà. Ở một bên khác. Cái gì? Cô nương là nhi nữ đời trước của Lý Sư Đệ à? Nghe Tần Nghiên Nghiên kể về thân phận của mình, Đào Yêu Diệp và Man Cốt cảm thấy được mở mang tầm mắt. Chuyện Lý Sư Đệ là giáo chủ tiền nhiệm của Cửu U giáo thì tạm gác qua một bên không bàn tới. Lý Sư Đệ tuổi đời còn nho nhỏ thì đã có nhi nữ lớn còn hơn cả tuổi của mình rồi ư? Cho dù ở Vấn Đạo Tông, chuyện này cũng đủ ly kỳ. Mau kể xem cô nương xưng hô với Lý Sư Đệ thế nào, sau khi rời khỏi quê nhà của Lý Sư Đệ lại đến Vấn Đạo Tông bằng cách nào. Trên mặt của Đào Yêu Diệp đầy vẻ hóng hớt, nóng lòng muốn biết đầu đuôi sự việc. Tần Nghiên Nghiên bị hỏi han nhiệt tình của Đào Yêu Diệp làm cho có phần lúng túng. May mà giọng nói của Lục Dương đã cắt ngang sự truy hỏi của Đào Yêu Diệp. Đào sư muội, Man sư đệ, hai người kết đan rồi sao? Lục Dương thấy Đào Yêu Diệp và Man Cốt có chút kinh ngạc,
Tốc độ kết đan của hai người này quả là không chậm. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vô thức liếc nhìn Lý Hạo Nhiên. Chỉ còn có mình ngươi là chưa kết đan mà thôi. Đi đi, như đệ đây gọi là mưa dầm thấm lâu. Lý Hạo Nhiên dụ mặt xuống đáp trả. Đào Yêu Diệp nở nụ cười tinh quái. Cũng nhờ ơn của Lục Sư Huynh và Mạnh Sư Huynh có kinh nghiệm kết đan trước đó của hai người, đã cho muội và Man Sư Đệ cảm hứng. Thế kim đan của hai người kết ra là gì? Man Cốt vừa định trả lời thì Đào Yêu Diệp đã giơ tay lên ngăn lại. Lục Sư Huynh, chúng ta đã lâu rồi không giao thủ. Thay vì hỏi thẳng hai người bọn muội kết ra kim đan gì, chi bằng nhìn trên lôi đài sẽ tự rõ, để xem huynh có đoán ra không. Tốt thôi. Lục Dương cười nói, từ lúc kết đan đến giờ hắn vẫn chưa ra tay lần nào. Vậy muội đấu với huynh, Màn Sư Đệ đấu với Mạnh Sư Huynh, Lý Sư Đệ đứng quan sát. Đào Yêu Diệp từ sớm đã nghĩ sẵn xem ai sẽ đấu với ai. Mạnh Cảnh Chu có chút thường phấn, ngày nào cũng chiến đấu vượt cấp, lần này cũng nên đấu một trận với thiên tài đồng cấp rồi. Vậy thì lên lôi đài thôi. Lên lôi đài. Họ chia thành cặp nhóm hai người, lần lượt nhảy lên lôi đài. Hành động này thu hút sự hứng thú của đông đảo đệ tử Vấn Đạo Tông, đặc biệt là những đệ tử cùng thế hệ với Lục Dương. Bốn người trên lôi đài chính là thần tượng của họ. Ai trong số họ sẽ thắng? Tần Nghiên Nghiên tò mò dị thường, dò hỏi người phụ thân đời trước. Lý Hạo Nhiên thoáng trợn mắt. Ai mà biết, dù gì thì ta cũng không đủ tư cách tham chiến. Lý Hạo Nhiên cảm thấy bản thân đáng lẽ không đến nỗi vậy. Y đường đường là truyền kiếp của một đại năng, lẽ ra là phải trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ mới đúng. Y suy ngẫm lại, tên khốn Tần Hạo Nhiên ngoài để lại cho y một cặp mẫu tử không có quan hệ huyết thống thì chỉ là những ký ức tiền kiếp nhớ lại mà chạnh lòng. Tần Hạo Nhiên, trong ký ức của ngươi toàn là cách giải quyết nguy cơ thâm hụt của Cửu U giáo, không có lấy một trận liên quan tới cơ duyên hay sao? Thay vì hỏi ai có thể thắng, chỉ bằng tận mắt đi xem. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên tò mò quay đầu, lại phát hiện có một nữ tử lạnh lùng như băng giá đang đứng sau lưng. Nữ tử lạnh lùng cao ngạo, dung nhan tuyệt trần như ngọn tuyết sơn lạnh lẽo, vô phương tiếp cận. Mái tóc đen tựa như thác nước buông dài tới eo, mặc trên người bộ áo tiên nữ nhã nhặn, động tác toát lên khí chất thản nhiên, tựa như tiên nữ trên trời. Tần Nghiên Nghiên vốn cho rằng mẫu thân mình đã tuyệt sắc trong thiên hạ, không ngờ trên thế gian còn có nữ tử mỹ lệ hơn cả mẫu thân nàng. Tỷ tỷ, tỷ là ai thế? Lý Hạo Nhiên nghe thấy giọng nói của đại sư tỷ, mồ hôi lạnh tuôn ra trong vô thức. Y vội vàng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt không bao giờ thay đổi biểu cảm kia. Tuy không làm trái gì với lương tâm, nhưng đối mặt với đại sư tỷ, Lý Hạo Nhiên luôn không tự chủ được mà hoảng sợ. Đại sư tỷ, tỷ về rồi sao? Ừ, câu chuyện xong rồi, vừa mới về. Đại sư tỷ đáp lại một câu, khiến Lý Hạo Nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, quan sát trận đấu vậy. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ. Vân Trì đã mang phòng bếp của Bất Hủ Tiên Tử về, vừa định đi tìm Bất Hủ Tiên Tử thì nghe nói bốn người nhóm Lục Dương đang ở chỗ này tỉ thí trên lôi đài, xem thử một chút cũng được. Chương 312, kim đan của Đào Yêu Diệp. Trên diễn võ trường, Lục Dương đứng chắp tay sau lưng, dây tua đỏ trên chuôi kiếm tung bay theo gió, khoe miệng mang tiếng nụ cười nhàn nhạt, tựa như đã hoàn toàn nắm chắc hướng đi và thắng bại của trận chiến này. Hình thành nét sự tương phản với Lục Dương, đó là Đào Yêu Diệp. Nàng như đụng phải kình địch, kim đan đã cho nàng sự tự tin để khiêu chiến Lục Dương, nhưng cũng chỉ là sự tự tin mà thôi. Kim đan của nàng có thể đánh bại được hay không thì bản thân nàng cũng không chắc chắn. Vô địch đan, làm thế nào để đánh bại Đào Yêu Diệp? Lục Dương cảm thấy cần phải cho Đào Yêu Diệp biết được uy lực của kim đan của mình. Vô địch đan rất nhanh đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn mà hiệu quả. Sử dụng La Hán Quyền. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhớ ra bản thân còn có loại tuyệt kỹ này. Lục thị La Hán Quyền, đánh một người thì chọc một người, hiệu quả xuất chúng đối với nữ giới. Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương nở nụ cười nắm chắc phần thắng, dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lục sư huynh, chúng ta là huynh muội, huynh tuyệt đối đừng có mà sử dụng La Hán Quyền. Được thôi. Lục Dương suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng đúng thôi. Mọi người đều là đồng môn, không cần phải làm chuyện thái quá thế vậy. La Hán Quyền là La Hán Quyền của Phật môn, khi tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể hóa thân thành La Hán phải không? Dưới lôi đài, các sư huynh sư tỷ thì thầm bàn tán, không hiểu vì sao Đào Yêu Diệp lại sợ La Hán Quyền thế vậy. Hẳn là như thế, theo những gì mà ta biết, trên thế gian không có loại La Hán Quyền thứ hai.
Tuy rằng là hắn quyền uy lực phi phàm, nhưng với thiên tư của đạo sư muội, không tới mức phải sợ hãi như vậy chứ. Ai cũng chẳng rõ. Ngay cả phần đông các sư huynh sư tỷ biết nhiều hiểu rộng vẫn không rõ nội tình trong đó. Tần Nghiên Nghiên cũng không rõ nguyên nhân, bèn hỏi đại sư tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ có biết tại sao không?" Nàng và Lý Hạo Nhiên kiếp trước có quan hệ phụ tử. Mẫu thân nàng còn chưa gả sang đây, nàng và Lý Hạo Nhiên là người đồng lứa. Nếu Vân Trì chỉ là sư tỷ của Lý Hạo Nhiên, vậy thì nàng gọi tỷ tỷ hẳn là không vấn đề gì. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Nghiên Nghiên cứ cảm thấy Vân Trì lộ ra nét mặt tựa như cười mà không cười. So với là hắn quyền bình thường, là hắn quyền của Lục Dương đánh ra sẽ khiến người ta rụng tóc. Cái gì cơ? Tần Nghiên Nghiên giữ người một thoáng, còn tưởng bản thân nghe lầm. Chưa từng nghe nói có loại quyền pháp như thế này. Đây chính là thiên phú của người đứng đầu thế hệ trẻ hay sao? Trên lôi đài, Lục Dương nắm chặt trường kiếm, ánh kiếm lấp lánh, tựa như tinh tú lưu truyền. Đào Yêu Diệp mở ra chiếc ô giấy màu đỏ. Ô giấy nhẹ nhàng xoay tròn, khơi lên những gợn sóng trong không gian. Lục Dương ngạc nhiên mà phát hiện khán giả xung quanh đã biến mất. Lôi đài dưới chân trải dài vô biên, không còn ranh giới. Trong lòng hắn giật thót, ý thức được bản thân đã trúng huyễn cảnh của Đào Yêu Diệp. Giả sử hắn cho rằng lôi đài thật sự vô bờ bến, chiến đấu một cách tùy ý, vậy rất có khả năng sơ sẩy một chút sẽ nhảy ra khỏi lôi đài, thua mất trận tỉ thí. Lục Dương vác kiếm ép về phía Đào Yêu Diệp, đồng thời vận chuyển minh tâm kiến tinh quyết để phá tan huyễn cảnh. Chiếc ô giấy đỏ khép lại chắn ở trước người Đào Yêu Diệp, nàng cảm nhận được sức mạnh mà Lục Dương truyền ra từ thanh phong kiếm, hiểu rằng không thể lấy cứng chọi cứng với Lục sư huynh. Nàng di chuyển với bước đài sen, lui về phía sau. Lục Dương nào có thể bỏ lỡ cơ hội lần này, liên tiếp đuổi theo. Cây ô giấy đỏ này không biết được làm từ vật liệu gì, thế mà có thể chặn được những đòn tấn công dồn dập không dứt của thanh phong kiếm. Đào Yêu Diệp nghĩ đủ mọi cách để chọi với Lục Dương, muốn khiến hắn sơ ý bước ra khỏi lôi đài. Nhưng bất kể bản thân có thế nào đi chăng nữa, Lục Dương vẫn chỉ lượn lờ bên mép lôi đài, không xài chân ra ngoài một bước. Huynh lại nhìn thấu huyễn cảnh của ta rồi, Đào Yêu Diệp nói với vẻ cay đắng. Nàng rất tự tin về huyễn cảnh của mình. Tu sĩ Kim Đan Kỳ, cho dù biết mình đã trúng huyễn cảnh, cô không tài nào nhìn thấu. Duy chỉ có mỗi Lục Dương trong nháy mắt thì đã nhìn thấu huyễn cảnh. Vậy là tốt lắm rồi, Đào sư muội. Trước đây khi muội thi triển huyễn cảnh, công pháp của ta sẽ tự động vận chuyển để phá giải. Lần này là ta chủ động dùng công pháp để phá giải. Lục Dương ngoài miệng nói thì tốt, nhưng chiếu kiếm trong tay càng thêm ác liệt. Chất liệu của chiếc ô giấy đỏ cho dù đặc biệt, cơ thể của bản thân Đào Yêu Diệp cũng không thể chịu đựng nổi trận chiến cường độ cao như vậy. Mỗi lần va chạm, cánh tay của nàng đều bị chấn động tới mức tê dại. Chám! Anh kiếm thu lại, bộc phát trong nháy mắt, hình thành một vòng cung trên không trung. Đào Yêu Diệp không chống đỡ nổi qua chiêu này, bay ngang ra ngoài. Nàng nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách với Lục Dương, mở chiếc ô giấy đỏ, thoáng vùng về phía trước cơ thể, lại biến ra thêm một Đào Yêu Diệp. Hiện trường xuất hiện hai Đào Yêu Diệp, đều cầm ô giấy đỏ, dáng cười kiêu sa, không thể phân biệt được thật giả. Lục sư huynh, chẳng phải huynh muốn biết muội đã kết ra kim đan gì hay sao? Vậy thì xin đừng dùng công pháp. Đào Yêu Diệp cũng cực chẳng đã, đáng lý chiêu này của nàng dùng với ai cũng chiếm ưu thế, nhưng công pháp của Lục Dương lại bẩm sinh khắc chế nàng. Toàn bộ huyễn thuật cao minh của nàng ở trước mặt Lục Dương cứ như trò đùa. Vậy thì không dùng. Lục Dương nói được làm được, lấy ra hạt sen sông linh tịnh đế liên, xúc địa thi triển trùng thụ quyết. Tịnh đế liên nở ra, xuất hiện hai Lục Dương. Khán giả bên dưới xôn xao một trận, các sư huynh sư tỷ lần đầu nhìn thấy loại thuật phân thân này. Trong mắt các sư đệ sư muội của Lục Dương lộ vẻ sùng bái, không hổ là Lục sư huynh, thậm chí pháp thuật mà huynh ấy sử dụng cũng khác người thường. Hai tên Lục Dương đồng thời tấn công Đào Yêu Diệp. Trong hai Đào Yêu Diệp nhất định có một người là phân thân huyễn thuật. Phân thân huyễn thuật có thể dùng pháp thuật nhưng không thể va chạm trên thực tế, nên chỉ khi giao thủ thì Lục Dương sẽ biết Đào Yêu Diệp nào là thật, Đào Yêu Diệp nào là giả. Hai tiếng va chạm vang lên, Lục Dương khẽ kinh ngạc, cả hai Đào Yêu Diệp này thế mà lại có thể tiến hành cận chiến. Chẳng lẽ Đào sư muội đã học được thuật phân thân thật sự ư? Không đúng, thứ mà Đào sư muội dùng chắc chắn là huyễn thuật, nếu không thì cũng sẽ không xin mình đừng vận chuyển công pháp. Nhưng nếu là huyễn thuật thì hai người Đào sư muội khi giao thủ đều có cảm giác thực này, phải giải thích như thế nào? Đại sư tỷ, người vẫn luôn một mực quan sát, khẽ gật đầu, cảm thấy kim đan của Đào Yêu Diệp quả thật thú vị. Đây cũng là một loại kim đan chưa từng có trong lịch sử.
trong đó ắt phải có một người là giả. Lục Dương đưa ra phán đoán, trường kiếm trong tay bay lượn, ánh kiếm như rồng đâm về phía một đào yêu diệp trong đó. Phân thân của Lục Dương cũng ra tay tấn công đào yêu diệp còn lại. Phá! Lục Dương quát lớn một tiếng, thi triển phá tử quyết. Hai người đào yêu diệp chỉ cảm thấy ánh trắng chợt lóe trước mặt, cổ họng cảm nhận được xúc cảm lạnh băng, thanh phong kiếm đã kề trên cổ. Lục Dương nhíu mày, mãi tới khi trận chiến kết thúc, hắn vẫn không tài nào phân biệt được rốt cuộc đào yêu diệp nào mới là thật. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại hai người đào yêu diệp. Trong lòng Lục Dương mơ hồ có một loại suy đoán táo bạo. Thế nào Lục sư huynh, đoán ra chưa? Đào yêu diệp thua rồi cũng không giận, có công pháp của Lục Dương hiện hữu, nàng vốn dĩ không thắng nổi Lục Dương. Một loại kim đan có công năng chuyển đổi hư sang thực. Đào yêu diệp khẽ há miệng đào, không ngờ Lục Dương thật sự đoán ra được đại khái. Gần đúng, đây là một loại kim đan hoàn toàn mới. Mỗi thi triển huyễn thuật, vấn đề lớn nhất là bị người ta thăm dò đâu là thật, đâu là huyễn thuật. Kim đan của muội đã ngăn được vấn đề này. Lấy lúc nãy làm ví dụ, thực ra hai phân thân đều có thể là thật, cũng đều có thể là giả. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ đối thủ nhận thức như thế nào. Đối phương cho rằng cả hai đều là thật, vậy thì cả hai đều sẽ là thật. Đối phương cho rằng cả hai là giả, vậy thì cả hai sẽ là giả. Lúc nãy Lục sư huynh một mực vân vân đâu là thật đâu là giả, không ngừng thăm dò, trong lòng huynh không có quyết đoán, nên lúc nãy cả hai người muội đều là thật. Cách duy nhất xác định một người là thật, một người còn lại là giả, dốc toàn lực tấn công cái người mà huynh cho là thật, như vậy thì huyễn thuật mới bị phá vỡ. Đây chính là kim đan của muội, hư thực như ý đan. Tiểu sư đệ, Lục Dương ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra đại sư tỷ cũng đang quan sát trận chiến. Hắn nhảy xuống lôi đài, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt đại sư tỷ, trèo ở trên mặt nụ cười lấy lòng. À, đại sư tỷ về rồi sao? Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dương ngoan ngoãn như vậy. Chương 313, Mạnh Cảnh Chu ngộ đạo trên lôi đài. Đánh công tệ, ta vốn tưởng rằng sau khi đệ thăng tiến lên kim đan kỳ, kỹ năng kiếm pháp cơ bản sẽ không theo kịp cảnh giới hiện tại của đệ. Định nhắc nhở đệ một phen, bây giờ xem ra là ta lo xa rồi. Là cũng nhờ đại sư tỷ dạy dỗ tốt. Lục Dương nào dám lơi lỏng việc luyện tập kỹ năng cơ bản. Nếu lại thoạt đầu lúc hắn mới tu luyện, đại sư tỷ vì để rèn luyện kỹ năng cơ bản cho hắn, ban ngày chơi đậu hũ, ban đêm tắm nước sôi, nếu không phải trữ lượng linh đan thần dược đủ nhiều, hắn có sống sót nổi hay không cũng còn chưa biết. Nếu bị đại sư tỷ phát hiện kỹ năng cơ bản không vững, lại thêm một vố như vậy nữa, Lục Dương nghĩ thôi mà đã dùng mình, không thể thử lại lần nữa. Tiểu Đào, từ song sinh tịnh đế liên ngộ ra kim đan chuyển hóa âm dương, song song đó kết hợp nó với huyễn thuật, đây là chuyện tốt. Nhưng muội cũng đừng quên, mình đồng thời còn là vũ hóa tiên thể, chớ nên xào nhãng trong việc khai phá vũ hóa tiên thể. Vâng, đại sư tỷ. Được rồi, chuyện mổ xẻ trận chiến này hai người đi mà về làm tiếp, lần này hãy xem trận đấu của Tiểu Mạnh và Tiểu Man đã. Hai người họ đánh lâu như vậy sao? Đào yêu diệp kinh ngạc, nàng và Lục Dương đã đánh đủ lâu, không ngờ Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt còn đánh lâu hơn. Hai người họ đều là tu thể, đánh với nhau thì không dễ gì phân thắng bại. Lục Dương không bất ngờ, kim đan của Mạnh Cảnh Chu có hiệu quả phi thường với yêu ma quỷ quái, nhưng với người cùng thể tu như Man Cốt thì vô dụng. Trên tay của Man Cốt cầm một chiếc xương đùi của yêu thú, đây là chiến lợi phẩm của y trong rừng già, lấy từ một yêu thú nguyên anh kỳ, bị hạ gục bởi sự liên thủ của y và đào yêu diệp. Man Cốt vung vẩy chiếc xương đùi của yêu thú, hú hét inh ỏi như một người rừng, trong mắt tràn ngập nét điên cuồng và ngang tàng. Lục Dương thấy bối rối, trước giờ hắn chưa từng thấy Man Cốt ở trạng thái này, hơn nữa phương thức thế này dường như cũng không hợp với tính cách của Man Cốt. Khi chiến đấu, Man Cốt dùng sức thô nhưng cũng chưa từng điên cuồng như vậy, giống như y đang săn bắt yêu thú ở trong hoang dã vậy. Mạnh Cảnh Chu cũng bị dáng vẻ của Man Cốt làm cho giật nảy mình, đánh mất thế thượng phong trong trận chiến, ngay từ lúc đầu đã bị áp chế, dồn phần lớn tinh lực vào việc phòng thủ, hiếm khi tấn công. Hơn nữa phương thức chiến đấu của Man Cốt tuy nói là điên cuồng, nhưng xem kỹ lại thì thấy phương thức chiến đấu như thế này tuy thô nhưng lại có phần tinh tế, công thủ vẹn toàn là phương thức chiến đấu hình thành sau vô số lần khảo nghiệm và cải tiến. Phương thức chiến đấu này trông quen quá, giống mấy tên tộc nhân man tộc mà ta từng gặp, cầm xương đá các thứ lũ lượt ùa đến đập nát bét đầu kẻ địch. Bất Hủ tiên tử thấy sự vật quen thuộc, biểu hiện rất hưng phấn. Lục Dương lấy làm lạ, đây là phương thức chiến đấu của man tộc thượng cổ à?
Nhưng sao ta lại nghe nói phương thức chiến đấu của man tộc thượng cổ đã thất truyền rồi? Vấn đề mất gốc của man tộc cũng rất nghiêm trọng, ghi chép rất ít về chuyện của thời thượng cổ. Ngươi quên rồi sao? Huyết mạch của man cốt chính là được bổn tiên chúc phúc. Yêu thú có thể truyền thụ thần thông tiên phú thông qua huyết mạch, bổn tiên tự nhiên cũng có thể làm được. Yêu thú đạt tới một cảnh giới nào đó, sức mạnh truyền thừa ẩn giấu trong huyết mạch sẽ mở ra, giúp yêu thú học được thần thông bản mạch. Thôn phệ của tộc Thao Thiết, mị hoặc của Cửu Vĩ Hồ đều là như vậy. Huyết mạch càng thuần khiết, thời gian mở ra sức mạnh truyền thừa càng sớm. Đúng rồi, man cốt kết ra kim đan gì vậy? Lục Dương quay sang hỏi Đào Yêu Diệp. Đến lúc này rồi thì không cần phải giữ bí mật gì nữa đâu. Hắn cũng giống như muội thôi, cũng là kim đan chưa từng xuất hiện, hình như gọi là liệt tổ liệt tông đan cái gì đó, có thể mời vong linh của liệt tổ liệt tông nhập xác hỗ trợ chiến đấu. Lợi hại như vậy sao? Lục Dương giật thót cả người. Thế này thì thế chẳng phải là toàn thể linh hồn của man tộc thượng cổ vẫn còn tồn tại sao? Vân Trì chậm rãi lắc đầu. Không như đệ nghĩ đâu, linh hồn không tiêu tan sau 30 vạn năm, chỉ có mỗi tiên nhân mới có năng lực này. Vậy tình huống của man cốt là sao? Linh hồn của tổ tiên man cốt tuy đã tiêu tan hòa vào thiên địa, nhưng tổ tiên của man cốt và bản thân đệ ấy có huyết mạch tương liên. Các tổ tiên cảm nhận được sự tồn tại của man tộc nên tái tổ hợp một phần linh hồn đã biến mất trong thiên địa, xuôi theo huyết mạch của man tộc thượng cổ giáng lâm trong cơ thể man cốt. Chỉ là phương thức nhập xác như thế này phần lớn xuất phát từ bản năng, không có linh trí. Lục Dương nhớ tới Bất Hủ Tiên Tử, điều này có chút tương tự với phương thức của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng so với sự nghịch thiên của Bất Hủ Tiên Tử thì còn kém xa. Vậy nên đối thủ của Mạnh Cảnh Chu không chỉ có một mình man cốt, mà còn là toàn thể man tộc thượng cổ. Lục Dương cảm thấy ván này Mạnh Cảnh Chu khó xơi rồi. Man tộc thượng cổ chính là chủng tộc lăn lộn cùng với Bất Hủ Tiên Tử, đánh nhau thường xuyên như cơm bữa. Kinh nghiệm chiến đấu của người sau còn phong phú hơn cả kẻ trước, Mạnh Cảnh Chu nào phải là đối thủ. Trên lôi đài, hắn ta bị đánh tới liên tiếp bại lui, là hắn quyền và hám tiên lục thức đều chẳng mấy hiệu quả. Hai mắt của man cốt vô thần đã hoàn toàn bị các tổ tiên của man tộc thượng cổ tiếp quản, chiến đấu hoàn toàn dựa theo bản năng. Xét về sức mạnh thể xác, Mạnh Cảnh Chu còn mạnh hơn cả man cốt một bậc, nhưng không chống lại được kinh nghiệm phong phú của man cốt. Kinh nghiệm chiến đấu của các tổ tiên man tộc thượng cổ cộng lại cũng được mấy chục vạn năm, Mạnh Cảnh Chu đọ với người ta bằng răng à? Tuy rằng man cốt chiếm thế thượng phong để Mạnh Cảnh Chu ra đánh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tài nào thực sự đánh bại được Mạnh Cảnh Chu. Dáng vẻ của Mạnh Cảnh Chu phải chăng không bình thường cho lắm? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy bản thân đang rơi vào một trạng thái kỳ dị. Trong cơ thể, hai viên độc thân kim đan cảm nhận được kim đan của man cốt y như thể bị chọc giận, xoay tròn một cách mất kiểm soát, giống như hai mặt trời nhỏ chiếu rọi trong thân thể của hắn ta, trở nên ấm cúng, cơ thể thông suốt, huyệt vị giãn ra, mỗi một huyệt vị đều đang phun ra nuốt vào linh khí. Cùng với sự xoay chuyển của hai viên kim đan, đầu óc của Mạnh Cảnh Chu trở nên trống rỗng, trải nghiệm trong quá khứ lần lượt ùa vào trong đầu. Những trải nghiệm trong quá khứ co lại tới cực hạn, đột nhiên náo hải âm vang một hồi, bộc phát mãnh liệt. Mạnh Cảnh Chu khẽ lắc đầu thoáng, chỉ cảm thấy thế giới còn rõ nét hơn cả trước đây. Vừa nãy là đã ngộ đạo, ngộ ra được một bộ quyền pháp sao? Mạnh Cảnh Chu thoáng siết chặt nắm tay, có chút không thể tin được. Hắn ta nghe nói trong trạng thái ngộ đạo, do duyên trời khó lòng cưỡng cầu, đa số tu sĩ cả đời cũng chẳng đụng chúng một lần, hắn ta mới có ở kim đan kỳ thì đã ngộ đạo rồi sao? Hơn nữa xét theo trải nghiệm vừa rồi là hai viên kim đan độc thân đã giúp hắn ta ngộ đạo. Ta biết ngay độc thân kim đan của ta là vô địch mà. Mạnh Cảnh Chu diễn luyện lại bộ quyền pháp vừa rồi trong đầu, sắc mặt quái dị. Bộ quyền pháp này hình như... Dừng một chút. Mạnh Cảnh Chu giơ tay ngăn lại man cốt người đang tấn công. Ta vừa mới ngộ ra được một bộ quyền pháp. Tổ tiên man tộc các ngươi nếu cứ khăng khăng chiến đấu, vậy thì đừng trách ta sử dụng đến bộ quyền pháp này. Man cốt ngây người tại chỗ, nhưng muốn nghe thử Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói điều gì. Quyền pháp mà ta ngộ ra có liên quan tới sức mạnh nhân quả, năng lực nguyền rủa, còn mang theo oán hận chất chứa của hệ độc thân. Phàm là người bị nắm đấm của ta đánh trúng, cả đời này sẽ giống như ta, mãi mãi độc thân. Đây là lời nguyền nhân quả. Ta đặt tên cho nó là quyền pháp nguyền rủa đơn thân. Đây hẳn là thiên phú quyền pháp có sẵn của cặp đơn thân kim đan. Nếu các ông muốn để man cốt chịu một quyền này thì cứ việc tiếp tục tấn công ta. Các tổ tiên của man tộc thượng cổ vội vã dùng thân thể của man cốt nhảy xuống lôi đài nhận thua. Bản năng mách bảo của bọn họ rằng
Những gì mà Mạnh Cảnh Chu nói là sự thật. Chương 314, quyền pháp cũng là pháp. Không ngờ lại tự học thành tài dạng quyền pháp nguyền rủa. Không, phải nói là dạng pháp thuật nguyền rủa mới đúng. Ngay cả phần đông sư huynh thấy nhiều hiểu rộng cũng phải giật mình vì điều này. Đạo nguyền rủa thuộc về nhân quả. Nhân quả, thời gian đều là những thần thông được công nhận là khó ngộ, khó học, khó lý giải bậc nhất trong tu tiên giới. Không ngờ vị mạnh sư đệ tuổi còn nhỏ tự học thành tài, tham ngộ ra pháp thuật nguyền rủa tàn nhẫn thế vậy. Thêm bà còn hỏi đây là thuộc về quyền pháp hay là pháp thuật. Thoạt nhìn thì đã biết muội không chăm chú nghe đại sư tỷ giảng bài rồi. Một vị sư huynh cảnh giới hóa thần kỳ nhìn vị sư muội nguyên anh kỳ vừa kinh hô lúc nãy với vẻ chê trách. Vằn rốt vũ giát, muội như vậy sau này làm sao mà thăng tiến đến cảnh giới hóa thần được. Sư muội cảnh giới nguyên anh ấp à ấp úng, nàng ở ngoại giới với vẻ vang vô bì, nổi tiếng với sự thông thái được người ta kính ngưỡng, ca ngợi nàng là tài nữ. Nhưng ở Vấn Đạo Tông, những ánh hào quang này đều vô dụng. Ai dám tự xưng học rộng tài cao ở Vấn Đạo Tông chứ? Đại sư tỷ đã nhiều lần nhấn mạnh đừng phân chia quá rõ ràng giữa quyền pháp và pháp thuật. Quyền pháp là pháp, pháp thuật cũng là pháp, vạn pháp đổ về cùng một mối. Nếu phân chia quá rõ ràng, về sau làm sao đạt được nhất pháp, thông vạn pháp? Chính vì nhiều người có nhận thức sai lầm như muội mới dẫn tới tình trạng bản thân tuy nắm giữ pháp thuật rất mạnh, uy lực vượt xa đối thủ, nhưng lại để đối phương tìm được cơ hội áp sát cận chiến, từ đó bị đánh bại. Tu sĩ tinh thông pháp thuật sợ nhất là cận chiến. Họ trường kỳ tu luyện pháp thuật, sức mạnh thân thể thường không cao. Một khi bị áp sát, đeo bám, khoan nói tới việc liệu có cơ hội thi triển pháp thuật hay không, mà ngay cả sự an toàn của bản thân cũng không thể đảm bảo. Vị sư huynh cảnh giới hóa thần ân cần dạy bảo. Cho nên trạng thái tốt nhất chính là dùng quyền pháp để thi triển pháp thuật. Như vậy, dù là đấu pháp tầm xa hay giáp lá cả cận chiến, đều không có sơ hở, đúng không? Sư muội Nguyên Anh Kỳ gật đầu, lý lẽ quả thật là như vậy. Tuy rằng nàng tinh lực dồi dào, vừa tu luyện quyền pháp, vừa nghiên cứu pháp thuật, tu luyện song song cả hai, không bỏ bê bên nào. Nhưng nghe sư huynh nói một phen như vậy, xem ra cần phải tự kiểm điểm lại bản thân cho tốt rồi. Đại sư tỷ còn khen Lục Dương sư đệ, nói rằng sư đệ ấy đã làm được điểm này, có chút dấu hiệu của vạn pháp đổ về một mối, giỏi hơn cả ta và muội nhiều. Tuy không biết Lục Dương sư đệ đã đạt tới trình độ nào, nhưng có thể khiến đại sư tỷ khen ngợi, chắc hẳn là có thành tích trong phương diện này. Các sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh Lục Dương là một chuyện, công nhận thiên phú của Lục Dương lại là chuyện khác. Nhóm người Lục Dương và Đạo Yêu Diệp thấy Mạnh Cảnh Chu ngộ đạo, thao ngộ ra đoạn tử tuyệt tôn quyền pháp, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Quyền pháp này còn có lẽ trời hay không? Nếu nói đến người kinh ngạc nhất thì phải kể đến Tần Nghiên Nghiên. Trước khi đến Vấn Đạo Tông, nàng ít nhiều cũng có chút lòng kiêu ngạo, cho rằng cùng lắm thì tốc độ tu luyện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhanh hơn một chút. Nếu nàng cố gắng một chút nữa, trời chắc là không thể đuổi kịp. Nàng lớn hơn Lý Hạo Nhiên 2 tháng, tu vi ngang ngửa với Lý Hạo Nhiên. Thiên phú của Lý Hạo Nhiên đủ để xếp vào 10 hạng đầu trong thế hệ trẻ. Nàng cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn đủ tư cách trở thành đệ tử của ngũ đại tiên môn. Chẳng qua nàng có tu y nhân chỉ dạy, nên không cần thiết phải gia nhập ngũ đại tiên môn mà thôi. Nàng tự nhận rằng ngay cả khi có khoảng cách với thiên tài đứng đầu lớp trẻ như Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu thì cũng không chênh lệch là bao. Đứng ở một bên quan sát trận chiến, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ học được thứ gì đó. Giờ nhìn lại, thế này mà học được mới là chuyện quái lạ. Khó trách người phụ thân đời trước tuy có hỏa linh căn tinh khiết nhất thì cũng chỉ có thể đứng ở trong hạng năm cùng khóa mà thôi. Bốn hạng đầu quả thật không dễ chen chân vào. Hơn nữa người đứng thứ hạng nhất đánh là Hán Quyền khiến người ta rụng tóc, kẻ xếp hạng hai đánh ra quyền pháp quyền rủa đơn thân khiến người ta độc thân cả đời. Hai người này rút cuộc là người của Vấn Đạo Tông hay là chùa Huyền Không vậy? Bất Hủ Tiên Tử chứng kiến quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu, thậm chí thốt ra lời cảm khái. Hóa ra đây là điển hình cho câu giang sơn mỗi đời lắm anh tài, cả cứ tào đàn vài trăm năm. Lục Dương nhớ mày, vẻ mặt đầy giằng xé nội tâm. Thơ thì đúng là như vậy, nhưng sao cứ có cảm giác dùng ở chỗ này hình như không được đúng lắm. Loại quyền pháp này không có hạn chế gì ư? Đạo Yêu Diệp cảm thấy khó hiểu. Liệt tổ liệt tông đàn của Màn Cốt còn có trong phạm vi hợp lý, không đến nỗi đồng bộ với tu vi của các đời tổ tiên. Chẳng lẽ quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu có thể bất chấp cả tu vi à? Vậy thì chẳng phải cứ ai đụng gặp phải y thì cũng phải bỏ chạy hay sao? Đại sư tỷ nhìn chằm chằm vào Mạnh Cảnh Chu đang dương dương tự đắc trên lôi đài một hồi,
rồi thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu, giải thích với mọi người. Không tới mức khoa trương như các ngươi tưởng tượng đâu. Mạnh Cảnh Chu đang ở kim đan kỳ, vậy quyền pháp của đệ ấy chỉ có thể sử dụng lên những tu sĩ từ kim đan trở xuống. Hơn nữa phải cẩn thận với sự phản vệ của đối phương. Phản vệ sao? Đúng, lấy Lý Hạo Nhiên làm ví dụ. Vị hôn thê của Lý Hạo Nhiên là Tô Y Nhân. Tô Y Nhân là tu sĩ hợp thể kỳ. Nhân duyên của Lý Hạo Nhiên chính là Tô Y Nhân. Loại nhân duyên này không phải là thứ mà thủ đoạn tầm thường có thể cắt đứt. Nếu Mạnh Cảnh Chu muốn sử dụng quyền pháp nguyên rủa đơn thân lên người Lý Hạo Nhiên, sẽ bị phản vệ do bản thân không thắng được nhân duyên của Lý Hạo Nhiên. Thế Mạnh Cảnh Chu bị phản vệ, liệu có xảy ra chuyện gì không? Lục Dương tò mò, chẳng lẽ là khiến chính bản thân Mạnh Cảnh Chu cũng độc thân à? Vậy thì thế chẳng phải có phản vệ hay không cũng như nhau sao? Đại sư tỷ bấm tay suy diễn nói, có thể trong một thời gian, đệ ấy sẽ mất đi nhân quả với nữ giới. Biểu hiện cụ thể là trong thời gian đó, đệ ấy không thể nào tiếp xúc với bất kỳ nữ tử nào. Do đủ loại cơ duyên trùng hợp, đệ ấy sẽ tránh xa nữ giới, hoặc do đủ kiểu trùng hợp mà nữ giới sẽ tránh xa đệ ấy. Ngày qua thì quyền pháp nguyên rủa độc thân có vẻ hạn chế khá lớn, có nguy cơ phản vệ, nhưng nếu suy đi nghĩ lại, thì mấy ai như Lý Hạo Nhiên, tuổi đời nho nhỏ, thì đã có vị hôn thê cảnh giới hợp thể chứ. Lý Hạo Nhiên đứng ở một bên, nghe mà bối rối. Chẳng phải nguy cơ phản vệ lớn nhất trong quyền pháp của Mạnh Sư Huynh là sau khi sử dụng sẽ bị người ta truy sát sao? Lục Dương cũng không biết nói gì, hắn ngẫm lại cũng đúng, quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu cũng không thể giết chết người ta. Phàm là người bị bộ quyền pháp này đánh trúng, nói không đội trời chung với Mạnh Cảnh Chu thì cũng đã là nhẹ rồi. Vừa rồi Mạnh Sư Huynh nói, quyền pháp của Huynh ấy có sẵn trong kim đan, nhưng mà chưa từng nghe nói trong đơn thân linh căn còn có loại quyền pháp này. Lý Hạo Nhiên thắc mắc, vì để kết đan, y đã xem qua không ít tầm đắc kết đan, trong đó không thiếu những mô tả về đơn thân linh căn. Lục Dương chỉ ra thiếu sót trong suy nghĩ của Lý Hạo Nhiên. Đệ đã hiểu lầm một chuyện, Mạnh Cảnh Chu kết ra không phải là một viên đơn thân linh căn, mà là hai viên chưa từng có trong lịch sử. Lục Dương tiếp tục nói, những tiền bối đơn thân linh căn trước đây không ngộ ra được bộ quyền pháp này, chứng tỏ mức độ độc thân của họ không sâu bằng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương, ngươi lại bôi nhọ ta đấy à? Đây rõ ràng là biểu hiện cho ngộ tính ưu việt của ta. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống lôi đài, trừng mắt nhìn Lục Dương. Lục Dương nhún vai, làm như vừa nãy chưa từng nói gì cả. Màn cốt từ từ tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hoàn cảnh huyên náo xung quanh. Đệ thua rồi sao? Sau khi thỉnh các đời tổ tông nhập xác, y không có ký ức gì cả. Lục Dương nói một cách chân thành. Tổ tiên của đệ lo lắng, làm hỏng đứa độc đinh như đệ, đã nhận thua rồi. Cái gì? Màn cốt thoáng chớp mắt, không hiểu chuyện vừa rồi đã xảy ra như thế nào. Mạnh huynh vì để đánh bại mình, mà ngay cả chiêu hầu tử trộm đào cũng dùng đến sao? Không đến nỗi như vậy chứ. Lục Dương, theo ta về. Đại sư tỷ để lại một câu như vậy, rồi trực tiếp trở về đỉnh Thiên Môn. Các đệ tử Vấn Đạo Tông đến xem trận chiến cũng giải tán, có người về tu luyện, có người đi tàng kinh các đọc sách, có người đi hẹn hò với sư muội, ai nấy đều có việc riêng của mình. Lục Dương lon ton chạy một mạch, bất kịp được bước chân đại sư tỷ. Đại sư tỷ, nhà bếp của tiên tử đã chuyển về rồi sao? Ừ. Trong không gian tinh thần, mắt của Bất Hủ Tiên Tử chợt sáng lên. Chương 315, Bất Hủ Tiên Tử tinh kế tứ tiên thượng cổ, mưu toàn vạn cổ. Đỉnh Thiên Môn có tổng cộng 6 tòa kiến trúc, lần lượt là động phủ đã phủ bụi bặm mà không ai sẵn lòng quét dọn của Bất Ngữ đạo nhân, phòng ngốc đơn sơ của Vân Chi, động phủ của Lục Dương, nhà bếp mà Lục Dương và Vân Chi dùng để ăn cơm, phòng nghị sự của Vân Chi, động phủ mà tông chủ xử lý các sự vụ của Vấn Đạo Tông hiện đang bị Vân Chi trưng dụng. Đại sư tỷ, nhà bếp của tiên tử đâu? Lục Dương ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy sau lưng của đại sư tỷ có thứ gì đó giống như là nhà bếp. Đừng nóng vội. Vân Chi lục lọi trong tay áo một lúc, lòng bàn tay xuất hiện một mô hình kiến trúc tinh xảo, to cỡ bàn tay. Một khối ngọc thạch rõ ràng có dấu vết điêu khắc của con người. Đây chính là căn bếp của ta. Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn mà chạy ra từ trong không gian tinh thần. Đây là bếp của tiên tử sao? Sao đệ lại nhớ căn bếp của tiên tử ở bên trong bức tượng Bất Hủ Tiên Nhân cơ mà? Lục Dương còn tưởng đại sư tỷ rời cả bức tượng Bất Hủ Tiên Nhân. Lần này không cần đại sư tỷ giải thích, Bất Hủ Tiên Tử có thể làm thay. Nhà bếp của bổn tiên ngay từ đầu sao có thể ở trong bức tượng được? Rõ ràng là có người dùng năng lực không gian khảm nhà bếp của bổn tiên vào bên trong bức tượng. Sau này chắc chắn Vân Nha Đầu cũng vận dụng năng lực không gian
chuyển căn bếp của bổn tiên ra ngoài. Bất Hủ tiên tử rõ ràng có chút đắc ý quá độ, lần này gọi Vân Chi là Vân Nha Đầu. Đại sư tỷ không để ý tới những chi tiết này, thương lượng với Bất Hủ tiên tử. Tiền bối, đỉnh thiên môn chỉ có hai người ta và Lục Dương ăn cơm, không cần thiết xây hai nhà bếp, ta định tháo dỡ nhà bếp cũ, thay bằng nhà bếp của tiền bối có được không? Lục Dương thoáng giật mình. Được chứ, Bất Hủ tiên tử sảng khoái đồng ý, nhà bếp là để xài mà, nhà bếp của tiền bối chắc chắn cao cấp hơn cả nhà bếp cũ. Đại sư tỷ giơ tay trái lên, đánh ra một đạo ấn ký về phía nhà bếp cũ. Nhà bếp cũ tự động thu nhỏ, thu vào trong tay áo. Ồ, đây là tụ lý càn khôn. Có rất nhiều thủ đoạn thu nhỏ vật thể, lúc nãy Bất Hủ tiên tử không chắc là loại nào. Giờ nhìn thấy quá trình thi pháp thì tự nhiên cũng xác định được thủ đoạn của đại sư tỷ. Tụ lý càn khôn, một thủ đoạn không gian đủ để xưng là đại thần thông, khác với nhận chữ vật. Tụ lý càn khôn không chỉ có thể chữ vật phẩm, còn có thể chứa đựng sinh linh, tương đương với việc mở ra thế giới nhỏ trong tay áo, thường được coi là biểu tượng của đại cao thủ. Dù sao để thi triển tụ lý càn khôn, trước hết người phải mặc một bộ trang phục có tay áo rộng, mà mặc trang phục có tay áo rộng vô cùng bất lợi trong chiến đấu. Chỉ có người tự tin tuyệt đối và thực lực bản thân mới mặc trang phục tay áo rộng, chẳng hạn như Vân Trì, chẳng hạn như Bất Hủ tiên tử. Trước kia ta cũng thường xuyên sử dụng chiêu này, bỏ chút đồ ăn vặt hay gì đó vào trong tay áo, khi rảnh rỗi thì móc một nắm ra ăn. Trong tay áo còn có thể để cả giường, muốn ngủ ở đâu thì cứ ngủ ở đó. Có lần ta đi ngang qua bãi biển, thấy trong biển có còn cá côn ngao du, có giao long lặn nước, tự do tự tại. Ta liền ném chiếc giường lên mặt biển, nằm phịch lên giường, hóng gió biển, trôi theo dòng nước, thoải mái phải biết. Bất Hủ tiên tử đầy vẻ lưu luyến. Dùng thần thông này để tạo niềm vui bất ngờ cũng là lựa chọn không tồi. Bọn người Kỳ Lân tiên chẳng phải ngại món ta ăn làm sao, mỗi lần đều bùng kèo hay sao? Ta liền bỏ cơm canh đã nấu xong vào tay áo, đi gặp bọn họ. Bọn họ còn tưởng ta chỉ tới đây thăm viếng bình thường nên tiếp đãi ta. Đợi đến khi ta vào động phủ của họ, ta liền đột nhiên lấy ra cơm canh, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Lục Dương khẽ tưởng tượng thoáng qua cảnh đó, cảm thấy trí tưởng tượng của mình nghèo túng, tưởng tượng không ra đó là cảnh tuyệt vọng tới mức nào. Nhưng chiều như thế này thì không thể dùng quá nhiều lần. Tại sao? Bất Hủ tiên tử nhíu mũi, dễ ám mùi thức ăn khắp người. Vân Trì ném căn bếp của tiên tử lên không trung, căn bếp đón gió mà lớn dần, càng lúc càng to, cuối cùng trở nên to bằng động phủ của Lục Dương. Thật ra đây vẫn chưa phải là trạng thái lớn nhất của nhà bếp. Bản thân nhà bếp đã bị pháp thuật không gian nén lại, không gian bên trong lớn tới đáng sợ. Lần trước ba người nhóm Lục Dương chỉ vội vàng xem qua một lần, thực ra còn có rất nhiều chỗ Lục Dương chưa từng đi đến. Tay phải của Bất Hủ tiên tử chuyển biến thần tốc, dường như đang kết ấn. Nàng vừa kết ấn vừa nói, ta cho hai người các ngươi tư cách vào nhà bếp, sau này ai muốn vào thì cứ vào, đều là người một nhà, đừng khách sáo. Tiếng nói vừa dứt, Bất Hủ tiên tử liền bắn ra một ấn ký về phía Lục Dương, là một bức phác họa thô sơ về Bất Hủ tiên tử với nụ cười ngây ngô. Chưa đợi Lục Dương kịp phản ứng, ấn ký đã chui vào cơ thể Lục Dương, biến mất không còn tăm hơi. Lục Dương vô hình chung cảm thấy đã thiết lập liên hệ với căn bếp của tiên tử, dường như bản thân chỉ cần một ý niệm là có thể đi vào nhà bếp. Vân Trì không ngăn cản, mặc cho ấn ký của tiên tử tiến vào cơ thể. Nói tới ấn ký này, ta cũng từng cho bốn người bọn ứng thiên tiên để họ tùy ý đi vào nhà bếp của ta. Sau khi động phủ của ta xây xong, ta mời bốn người họ đến nhà ta làm khách. Dù nói thế nào đi chăng nữa, họ cũng khăng khăng chỉ đến xem một chút là được, không cần mời họ ăn cơm. Bản thân ta đẹp người đẹp nết, trong lòng cảm thấy áy náy. Ai nấy đều lặn lội từ nơi xa xôi để đến, cách mấy hành tinh tận năm ánh sáng cơ mà. Dù gì đã đến rồi mà không ăn bữa cơm rồi mới đi chứ. Họ nhất quyết không chịu ăn, ta đành lùi một bước, nói cho họ biết ấn ký nhà bếp để họ có thể tùy ý vào nhà bếp của ta. Họ liền nhận lấy. Lòng hiếu kỳ của bọn người ứng thiên tiên cũng khá cao, có đồ mới thì muốn thử ngay. Họ liền dùng ấn ký mở cửa căn bếp, bước vào trong đó. Rồi sao nữa? Bất Hủ tiên tử nở nụ cười quái dị của kẻ vừa mới đạt được mưu đồ. Ta chỉ nói ấn ký có thể để họ tùy ý vào nhà bếp, chứ không nói ấn ký có thể để họ tùy ý rời khỏi nhà bếp. Nàng hư lạnh một tiếng, vào nhà bếp rồi mà còn muốn đi ư? Tất cả đều phải ngoan ngoãn ở lại ăn cơm. Trình độ nấu ăn của ta người cũng biết đấy, ngon tới mức hận không thể liếm sạch cả cái đĩa. Họ bốn người ăn uống no say rồi ngủ một giấc ngay trong nhà bếp. May mà ta có để một cái giường trong bếp, chứ không thì họ phải ngủ ở trên đất. Sau khi ngủ dậy,
thì họ lần lượt từ biệt rời khỏi động phủ của ta. Lục Dương thoáng rùng mình, trong đầu tưởng tượng ra một cảnh tượng. Bốn người trẻ tuổi nhân lúc đêm khuya gió táp đi khám phá tòa lâu đài bị bỏ hoang. Họ từ từ đẩy ra cánh cổng lớn của lâu đài, bên trong tối om, chẳng nhìn rõ cái gì, ngay cả ánh trăng cũng bị lâu đài nuốt chừng. Đột nhiên cửa lớn của lâu đài đóng sầm lại, từng chiếc đèn dầu người sáng lên. Nữ chủ nhân của tòa lầu các này mặc váy đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, cười khà khà nói: "Các người đã đến rồi thì đừng hòng rời đi." Bốn người trẻ tuổi run rẩy lẩy bẩy, hối hận vì lúc đầu đến thăm lâu đài thám hiểm. Câu chuyện này nếu lưu truyền tới đời sau, nói không chừng sẽ là Bất Hủ Tiên Tử mưu toan vạn cổ, một thân một mình tính kế Tứ Tiên Thượng Cổ, giành phần thắng áp đảo Tứ Tiên Thượng Cổ hôn mê bất tỉnh. Trí tuệ đáng sợ thế này. Lục Dương chợt bừng tỉnh. "Khoan đã, ân ký của tiền bối vừa mới cho chúng ta..." Bất Hủ Tiên Tử nói một cách thẳng thừng: "Ôi chào, ăn xong một bữa cơm thì ta đã cho bốn người bọn họ ân ký có thể tự do ra vào. Ân ký cho hai người các ngươi cũng tương tự như vậy." Hết chương 315. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.